thưa quý vị, trong 10 tháng đầu năm 2018 thì nguồn cung bất động sản tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh giảm mạnh so với cùng kỳ. Thông tin vừa được Hiệp hội bất động sản thành phố Horea đưa ra trong báo cáo tình hình thị trường bất động sản 10 tháng đầu năm 2018, dự báo thị trường trong 2 tháng cuối năm và trong 2 năm 2019-2020. Theo báo cáo của Horea, 10 tháng năm 2018, thành phố Hồ Chí Minh có 65 dự án cung cấp sản phẩm nhà ở ra thị trường, với tổng số là gần 24.000 căn nhà, trong đó có gần 23.000 căn hộ và hơn 1.000 căn nhà thấp tầng, với tổng giá trị huy động vốn đạt hơn 43.700 tỷ đồng. Trong đó, phân khúc cao cấp có gần 7.500 căn, chiếm tỷ lệ 31,3%. Phân khúc trung cấp có gần 12.000 căn, chiếm tỷ lệ là gần 50%. Phân khúc bình dân có hơn 4.500 căn, chiếm tỷ lệ là khoảng 19%. So với 10 tháng đầu năm 2017, số lượng dự án giảm 11,1%, tổng số căn nhà đưa ra thị trường giảm hơn 39%, trong đó phân khúc căn hộ cao cấp giảm ít nhất chỉ khoảng 10%, phân khúc căn hộ trung cấp giảm 37,5%. Đáng chú ý, phân khúc căn hộ bình dân giảm mạnh đến 68%. Theo Horea, thì cơ cấu sản phẩm trên cho thấy sự mất cân đối của thị trường khi phân khúc nhà ở cao cấp chiếm đến 30%, còn căn hộ bình dân chỉ đạt hơn 19% horia cũng nhận định tình trạng này thể hiện sự phát triển thiếu bình vững của thị trường bất động sản bởi thị trường bất động sản chỉ phát triển bình vững cân bằng khi phân khúc căn hộ bình dân giá vừa túi tiền chiếm tỷ lệ lớn nhất tiếp theo là phân khúc căn hộ trung cấp còn phân khúc căn hộ cao cấp chiếm tỷ lệ nhỏ nhất